Sáng 13 tháng 11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh cho hay, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân khiến ông DVG, sinh năm 1972, trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, phó giám đốc nhà máy gạch ngói Tiêu Dao thuộc công ty cổ phần Viglacera Hạ Long tử vong tại bệnh viện trong tư thế treo cổ. Trước đó, ngày 8 tháng 11, ông DVG vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy vì đau lưng và được chuyển sang điều trị nội trú tại phòng yêu cầu, khoa y học cổ truyền. Đến khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 11, khi người nhà đến phòng bệnh của ông Dở tại bệnh viện thì thấy cửa chốt khóa bên trong, gọi mãi ông Dở không đáp lại. Thấy biểu hiện bất thường, người thân của bệnh nhân đã gọi nhân viên bệnh viện Bãi Cháy tìm cách mở cửa. Khi cánh cửa phòng vừa được mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Dở đã tử vong. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, bệnh nhân Dở chỉ điều trị cơ xương khớp. Trong quá trình nội trú tại bệnh viện, bệnh nhân không có biểu hiện bất thường về tâm lý. Khi phát hiện sự việc, Bệnh viện Bãi Cháy tập trung phương tiện và nhân viên cấp cứu, nhưng ông DVG đã không qua khỏi.